Xin chào các khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi với 150 triệu thì nên mua Rolex hay là Grand Seiko. Bởi việc tìm một chiếc đồng hồ phù hợp trong khoảng giá luôn là yêu cầu mà Gia Bảo Luxury hay nhận được nhất. Khách hàng thì luôn muốn chọn một chiếc đồng hồ chất lượng và phù hợp với ngân sách của mình, đúng không ạ? Tất nhiên rồi, và trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về phân khúc 150 triệu. Với mức giá này thì quý khách đã có thể chọn nhiều mẫu đồng hồ của các thương hiệu danh tiếng đến từ Thụy Sĩ. Tuy vậy, trong bài viết này thì chúng tôi muốn nhắc tới một thương hiệu Nhật Bản cũng rất nổi tiếng, nhưng không nhiều người biết về dòng sản phẩm cao cấp của họ, đó là Seiko. Grand Seiko ban đầu là một bộ sưu tập cao cấp của thương hiệu Seiko, nhưng sau này được tách ra trở thành một thương hiệu độc lập. Những chiếc Grand Seiko luôn sở hữu độ hoàn thiện tuyệt hảo đi kèm bộ máy chất lượng. Nhắc tới bộ máy chất lượng, Rolex cũng là một cái tên không thể bỏ qua. Vậy thì với tầm giá này, chúng ta nên mua Rolex hay là Grand Seiko? Tất cả những phép so sánh đều là khập khiễng và video này chỉ nhằm đưa ra lời tư vấn và thêm một lựa chọn cho quý khách mà thôi. Yếu tố chúng ta cần nhắc tới đầu tiên đó là độ phủ của thương hiệu. Xét ở Việt Nam thì Rolex và Seiko đều là những thương hiệu nổi tiếng và nhiều người biết tới. Tuy nhiên, như đã nói ở trên thì không nhiều người biết được Seiko cũng có những chiếc đồng hồ cao cấp có giá lên tới hàng trăm triệu đồng như vậy. Như vậy thì việc đeo một chiếc Rolex sẽ giúp người dùng trông có vẻ sang hơn, được mọi người ngưỡng mộ nhiều hơn. Chiếc đồng hồ ngày nay đã trở thành một món phụ kiện trang trí xa xỉ và việc chọn một thương hiệu nổi tiếng là hoàn toàn dễ hiểu. Đặc biệt hơn, với một người muốn sắm chiếc đồng hồ để hỗ trợ việc gặp đối tác thì chọn một chiếc Rolex sẽ tốt hơn Grand Seiko rất nhiều. Vậy thì bỏ đi cái tên, chúng ta sẽ còn lại gì? Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nói về thiết kế, độ hoàn thiện và bộ máy cơ khí của từng dòng. Với tầm giá 150 triệu, chúng ta có thể mua được một số thiết kế Rolex Datejust 36 hoặc là một số mẫu thể thao đã qua sử dụng. Việc mua một chiếc Datejust Demi đã qua sử dụng cũng là một lựa chọn khả thi, nhưng rất khó để tìm một chiếc đồng hồ vẫn còn mới, ít xước xác và dây cứng. Với Grand Seiko, tầm giá 150 triệu cho chúng ta rất nhiều lựa chọn từ dress watch cho tới đồng hồ thể thao. Tuy vẫn là vỏ thép giống như Rolex, nhưng người dùng có thể chọn lựa trong hàng chục thiết kế khác nhau. Ở điểm này thì Grand Seiko chắc chắn chiếm lợi thế so với Rolex. Về độ hoàn thiện vỏ và mặt số, chúng tôi với tư cách những người làm về đồng hồ đánh giá cao Grand Seiko hơn là Rolex. Điều này thì không có nghĩa rằng đồng hồ Rolex có độ hoàn thiện kém, chỉ là Grand Seiko được chăm chút tỉ mỉ hơn mà thôi. Cụ thể hơn thì chúng ta sẽ nhìn vào chiếc Grand Seiko Four Seasons Pro mang mã hiệu là SBGH273. Vẫn là dây đeo 3 mối nối như dây Oyster của Rolex, nhưng bộ dây của Grand Seiko được chăm chút tỉ mỉ hơn. Chúng ta có hai đường viền ngoài của mắt dây giữa được đánh bóng tinh xảo, tạo sự tương phản với những phần chảy xước. Rolex cũng sử dụng phương pháp tương tự, nhưng phần đánh bóng là cả mắt dây chính giữa của Oyster. Kể cả khi nhìn cận cảnh vào cây kim giờ phút dáng Dolphin với ống kính phóng đại, chúng ta vẫn khó có thể thấy được một lỗi nhỏ nào. Điều này cho thấy rằng Grand Seiko rất tỉ mỉ trong việc hoàn thiện và kiểm tra. Bộ kim của Rolex cũng có độ hoàn thiện cao, nhưng nếu chúng ta bới lưng tìm vết thì đôi lúc vẫn sẽ thấy được một vài lỗi nho nhỏ, hay như là một hạt bụi bé xíu ở trên kim chẳng hạn. Tất nhiên, với sản lượng hàng triệu chiếc đồng hồ mỗi năm, đội ngũ nhân công của Rolex phải chịu gánh nặng thời gian lớn hơn rất nhiều. Nếu đem so sánh về con số, Grand Seiko chỉ sản xuất bằng 1/30 so với Rolex, rơi vào khoảng 35.000 chiếc đồng hồ một năm. Số lượng sản xuất ít hơn nên một chiếc đồng hồ chắc chắn sẽ được quan tâm nhiều hơn, đó là điều dễ hiểu. Vì sự sáng tạo trong thiết kế mặt số, hai thương hiệu khá ngang tài ngang sức. Grand Seiko có kiểu hoàn thiện ly nền làm cho mặt số kim loại giống như vải dệt, mặt số xoắn ốc với mẫu họa tiết nhỏ là một chiếc logo thương hiệu. Rolex cũng không kém cạnh với mặt số ngựa vằn, mặt số vi tính, vân vân. Tuy nhiên, những mặt số đặc biệt của Rolex sẽ đi kèm với kim cương và điều này làm cho mức giá bị đẩy lên. Với tầm giá 150 triệu, việc sở hữu một chiếc đồng hồ như vậy gần như là bất khả thi. Còn với Grand Seiko thì việc này dễ dàng hơn nhiều. Đó là về bề ngoài. Còn về bộ máy bên trong thì sao? Rolex trước giờ vẫn luôn nổi tiếng với bộ máy cơ khí, ở chất lượng và chính xác. Họ không sản xuất những tính năng phức tạp như lịch vạn niên hay điểm chuông báo giờ, mà thay vào đó họ tập trung vào khả năng đếm thời gian. Thật vậy, với đồng hồ đeo tay hiện tại, ngoài giờ, phút và thứ ngày, những tính năng khác chỉ để làm cảnh. Tôi không nói rằng những tính năng như chronograph hay là lịch vạn niên là vô dụng và việc tồn tại của chúng là không cần thiết. Tuy nhiên, chúng có độ hữu dụng thấp và chẳng mấy khi được dùng đến.
Theo lý đó thì việc tập trung vào tính năng cơ bản như Rolex là hoàn toàn hợp lý. Thương hiệu Nhật Bản cũng khá giống với Rolex về việc này, họ tập trung vào độ chính xác của đồng hồ thay vì những tính năng phức tạp. Grand Seiko nổi tiếng với cơ chế Spring Drive có sai số chỉ cộng trừ 15 giây mỗi tháng và 2 bit với tần số dao động lên tới 36.000 VPH giúp đếm giờ ổn định hơn. Xét về độ chính xác thì Grand Seiko và Rolex đều là những thương hiệu top đầu trong giới đồng hồ và ít có ai cạnh tranh được họ. Mẫu đồng hồ Grand Seiko Four Seasons 4 mang mã hiệu SBGH273 sở hữu bộ máy 2 bit với tần số 36.000 VPH. Các mẫu Rolex và những bộ máy thông thường sẽ chỉ dao động ở tần số 28.800 VPH. Tần số dao động lớn hơn sẽ ảnh hưởng tới một số yếu tố như là kim dây mượt hơn, độ ổn định của đồng hồ cao hơn. Độ ổn định cao có nghĩa là đồng hồ vẫn có thể đếm giờ đúng trong trường hợp bị va đập hay nhẹ hơn là những chuyển động mạnh của tay. Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng bộ máy 2 bit 36.000 VPH sẽ chạy chính xác hơn một bộ máy 28.800 VPH. Để tạo nên độ chính xác của bộ máy, chúng ta cần rất nhiều yếu tố khác nhau và tần số dao động chỉ là một trong số đó. Để so sánh, chuẩn Stability Chronometer của Rolex yêu cầu bộ máy chỉ có sai số cộng trừ 2 giây mỗi ngày, trong khi đó bộ máy 2 bit có sai số là cộng 5 trừ 3 giây mỗi ngày. Tuy Grand Seiko có thua kém một chút so với Rolex, nhưng bạn nên nhớ rằng đây đều là những con số ấn tượng vượt cả chuẩn Chronometer của COSC. Tóm lại, với mức giá 150 triệu thì nên mua Rolex hay là Grand Seiko? Câu trả lời cho câu hỏi trên nằm ở chính sở thích và nhu cầu sử dụng của mỗi người. Nếu như các bạn khán giả cần tư vấn kỹ hơn thì hãy gọi điện trực tiếp tới số hotline của Gia Bảo Luxury theo từng khu vực. Hy vọng rằng những phân tích trong video ngày hôm nay sẽ giúp ích phần nào và khiến cho chúng ta đưa ra được lựa chọn đúng đắn nhất, phù hợp nhất với bản thân của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.